Chín dạng người bạn tuyệt đối không nên giúp đỡ. Người vô ơn. Có những người luôn tìm đến bạn khi cần sự giúp đỡ, nhưng sau đó lại quên sạch những gì bạn đã làm cho. Và đến khi họ cần sự giúp đỡ, họ sẽ lảng tránh, không nhớ một chút gì về lòng tốt của chúng ta. Vậy nên tốt nhất là tránh xa những người này. Người chỉ biết tới tiền và phản bội mọi thứ để đạt được mục đích, bất chấp đạo đức và pháp luật. Có rất nhiều người làm bất kỳ việc gì cũng chỉ vì tiền. Họ sẵn sàng đổi trắng thay đen, cũng như phản bội mọi nguyên tắc của bản thân và người khác để đạt được mục đích. Do đó, đừng ngu dại, giúp đỡ những người như thế. Không thì một ngày nào đó, bạn cũng thành đại nhân của họ. Người luôn muốn chiếm đoạt thành quả từ người khác. Thử tưởng tượng, bạn có một người bạn làm chung, khi có kết quả tốt thì lại nhảy vào giành phần hơn thì sẽ như thế nào? Chơi với họ như chơi với hổ, thật là nguy hiểm. Cho nên đừng giúp đỡ, làm gì cho mệt. Người không đáng tin cậy. Có những người rất lạ lùng khi cần giúp đỡ và họ đang yếu thế sẽ tỏ ra đáng thương để người khác quan tâm. Nhưng khi đang có lợi thế thì họ lại nhanh chóng trở mặt, cư xử tàn nhẫn với ân nhân. Tốt nhất nên tiết kiệm lòng tốt của bạn với những kiểu người như vậy nhé. Người không thể hoàn thành nhiệm vụ nhỏ, nhưng ước mơ hoàn thành các mục tiêu lớn. Việc nhỏ không làm được, việc lớn chưa chắc chắn thành công. Vậy mà vẫn có nhiều người rất hay nói về những ước mơ to tát muốn làm thay đổi đối với việc nhỏ nhặt lại lười biếng hay bao biện và không thể hoàn thành. Bạn cũng có thể không nên giúp đỡ những người như vậy vì họ chỉ muốn lợi dụng bạn làm thay phần lười nhác của họ mà thôi. Người thất tín, chỉ biết nói mà không làm được, ba hoa, khoác lác, một lần bất tín, vạn lần bất tin. Đối với họ thì chỉ cần hứa thôi, còn làm thì tính sau. Họ sẽ tha hồ ba hoa, khoác lác về bản thân, nhưng khi họ cần thì sẽ thay đổi, chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Những người như thế cũng không xứng đáng nhận sự giúp đỡ đâu. Những người không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngay cả khi đã có được sự giúp đỡ. Có những người dường như nhận bao nhiêu sự giúp đỡ với họ cũng không đủ, dù có giúp đỡ đến đâu, rồi cũng như muối bỏ bể mà thôi. Những người có khả năng lao động nhưng ngại khó, ngại khổ, họ rất thích sống dựa, sống bám và tiêu hoang tiền của người khác vất vả làm được. Dựng chuyện nói xấu người khác hoặc nói sai sự thật, họ sẵn sàng thêu dệt những câu chuyện khác nhau để nhận được sự thương cảm hoặc đồng cảm của mọi người nhằm che giấu khuyết điểm, lỗi lầm của bản thân.